Năm đó đội người mẫu của triều đại một có đến 10 quán quân, thi đấu trong nước đến đâu thắng đó, trong nước không có đối thủ liền bay sang Mỹ, thoáng chốc đã vang danh quốc tế. Nếu không phải là vì vào đội người mẫu rồi nhớ tập luyện cho tốt, không được lười biếng đâu đấy. Thế thì cậu phải đốc thúc tôi đấy. Hát rồi cho tôi một ngụm. Thế làm sao được? Tôi vừa uống xong cậu lại uống, thế không phải hôn gián tiếp à? Cứ uống. Nụ hôn đầu à? Xe trường đến rồi, tôi đi đây. Khoan đã. Cố lên. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập đàn anh. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi. Cậu mới đến à? Vâng. Em tên Thượng Quang. Mong các chị chỉ giáo nhiều điều. Cảm ơn. Chỉ giáo nhiều nhiều. Chỉ giáo nhiều. Chỉ giáo nhiều nhiều. Chị ơi, chị đừng mà chị. Em chào các chị. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Chị. Bạn này xông vào phòng thay đồ nữ là không lịch sự đâu. Em xin lỗi chị. Em không biết đây là phòng thay đồ nữ. Em tưởng đây là phòng tập luyện. Xem ra các chị đây tiếp đãi lơ là cậu rồi. Có phải vì một thằng con trai như cậu mà thiết kế hẳn một phòng thay đồ cho nam? Em không phải có ý đó. Em mới đến. Em không biết tình hình người mẫu ở đây thế nào. Mới đến à? Không biết quy củ cũng không biết đường hỏi. Xem ra các chị đây phải trừng phạt cậu một phen rồi. Không cần đâu. Tôi không ngại thay đồ chung với cậu soái ca này đâu. Cái gì? Chị à, em xin lỗi. Em đi ngay đây. Chào đội trưởng. Đội trưởng? Em không phải đội trưởng. Em đến để báo danh. Tên em là Thượng Quan Hồng. Không phải nói cậu. Hãy subscribe Tôi là đội trưởng thích thất. Lại đây bạn học mới. Lại đây. Chào hỏi mọi người đi. Em tên Thượng Quan Hồng, mong chỉ giáo nhiều nhiều. Các chị đây rất hay đói bụng, sau này cậu phải đề phòng đấy. Cậu cũng là người mẫu nam duy nhất trong đội này. Phải chú ý chế độ dinh dưỡng đấy. Mẹ ơi. Thượng Quang, tôi muốn... Tôi muốn hỏi cậu có đồng ý... Đồng ý... Làm gì? Làm với tôi. Bộ phim Học tỷ Macaron do TV2.org thực hiện hết mình. Hóa ra là muốn tập giãn cơ. 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Tiểu Quang, buổi tập vẫn chưa kết thúc, không được lười biếng đâu đấy, biết chưa? Cậu mạnh tay lên, vừa rồi giúp đội trưởng, cậu mạnh lắm còn gì. Thượng Quan, cậu là đường tăng đi vào nữ nhi quốc đấy à? Bao sự dùng ái đều đổ dồn hết vào cậu. Nhưng các chị cũng không thể chỉ chiều mỗi mình em được. Đúng đúng đúng, mọi người đều phải chấm mút một tí chứ. Nào đến tôi. Chờ một chút, cho mình mượn điện thoại, hình như mình quên điện thoại trong tủ thay đồ rồi. Được. Đại tiểu thư, chờ lát trình ảnh sao đi. Mình mượn điện thoại gọi một cú, tìm xem điện thoại của mình ở đâu. Được rồi, vậy lát gặp dưới nhà nhé. Được. Lúc mắt của hai người giao nhau là tác phẩm này đã hiển hiện trong tâm trí tôi rồi. Tôi nghĩ nên đặt tên là Tam Nhân Du. Đúng, hai người nghĩ sao? Nhưng chúng tôi chỉ có hai người mà. Không, trong lòng hai người đều có một người ấy. Cho nên đây là câu chuyện của ba người. Thầy Trần, cậu cứ chuyên tâm chụp tác phẩm trước kia đi. Chúng tôi đều đang đợi đấy. Tôi nói cho bà nghe, một tác phẩm tốt cũng như một cô gái đẹp, cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Hiểu chưa? Thầy Trần, phong cách sáng tác bây giờ rộng lớn. Hai người này thì có gì mà chụp? Tối qua có một vụ hot, cậu đã chụp chưa? Tối qua? Là vụ người mẫu nữ bị tấn công đấy à? Hồi đó tôi có nghe rồi. Tôi đau lòng lắm. Tôi cũng đau đầu nhức óc lắm. Nghe nói tối qua không có người nào chứng kiến. Lúc cô gái đó được phát hiện, người đã bê bết máu. Này, liệu có phải trường có tên dâm dê nào lọt vào không? Tên dâm dê này ác ôn thật đấy. Đã cướp xác lại còn gây thương tích. Phải rồi, tên dâm dê ác ôn như thế. Tôi đây có bản lĩnh mà không thể bảo vệ những bông hoa tươi đẹp của trường không bị tổn thương. Hai người đang biểu diễn tiết mục nói đấy à? Bạn Lưu này, chúng tôi không đùa đâu đấy. Cậu có biết bây giờ con gái trong trường sợ thế nào không? Họ đều sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nói cũng phải, tôi có chủ ý này. Chúng ta thành lập một đội phòng dê, chuyên bảo vệ những người đẹp trong trường, nhất là mấy người đẹp ở đội người mẫu. Đúng, tôi tán thành đội phòng dê. Chúng ta gặp thằng nào bắt thằng ấy, và đấu vì con gái của trường. Nhưng tại sao chỉ bảo vệ gái đẹp? Cậu nghĩ sao? Tiểu Quang, qua lại đây. Thôi, mọi người chơi đi. Sao cậu không ra chơi với họ? Em mới đứng với đội trưởng. Chị cũng không ra còn gì. Tôi không thích tắm nắng. Phải rồi. Nghe nói cậu có quen với Lưu Xuyên. Vâng, Lưu Xuyên là bạn của em. Nếu chị muốn làm quen, em có thể giới thiệu. Hóa ra là bạn cậu à? Giỏi quá. Đâu có. Nhưng đội trưởng này, chị cũng quen anh trai cậu ấy mà. Đội trưởng Lưu Phong trước kia đúng không? Nếu không phải sự cố máy bay lần đó. Tiểu Quang, tôi chính là người sống sót sau sự cố đó. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu có muốn đại diện cho trường mình đến Milan thực chiến một lần không? Muốn chứ. Nhưng cậu cũng biết, đội chúng ta chỉ có cậu là người mẫu nam, thế thì chắc chắn không đi được. Nên vì vinh dự của đội người mẫu chúng ta, tôi muốn nhờ cậu một việc. Đội trưởng cứ việc hạ lệnh, Tiểu Quan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phiền cậu kéo Lưu Xuyên đến đội chúng ta. Được thôi, về này cứ giao cho em. Sao hôm nay không mời mà đến? Con chơi bóng làm gì? Hôm nay tôi đem đến cho cậu một phúc lợi lớn. Có phúc lợi gì hơn cậu à? Đừng đùa, tôi cho cậu biết. Tôi phải lôi cậu vào đội người mẫu của chúng tôi. Không có hứng. Hả? Không có hứng. Nhưng tôi cũng có thể tham gia đội người mẫu. Không phải cậu không muốn sao? Sao lại tham gia? Đúng là tôi không hứng thú gì với người mẫu. Nhưng tôi có hứng với cậu. Mẹ ơi, xem ra vì nhiệm vụ đội trưởng giao phó, không thể không hy sinh một chút rồi. Uống ngụm nước đi. Quang, Lưu Xuyên đâu? Lưu Xuyên à? Chị yên tâm đi, tới ở dưới nhà rồi. Tôi suy nghĩ lại, quyết định không đến nữa. Cậu tập cho tốt nhé, dưới nhà. Đội trưởng, chị chờ em một chút. Lưu Xuyên, lên đây. Dám cho tôi leo cây. Hôm nay nhất định phải xử cậu. Đến bơi còn mặc giày thế này à? Cậu hứa với tôi sẽ đến đội người mẫu mà. Hứa giờ cũng có thể lật lọng. Tôi đâu có ký hợp đồng với cậu. Tại sao cậu không đi nữa? Tôi không biết đội trưởng của cậu là thích thất. Tôi có chút xích mích với cô ta, cho nên... Nhận lời rồi thì không có cho nên gì hết. Tôi mặc kệ. Cậu phải đi. Thượng Quang, cậu đừng có bám giết thế. Nếu không vì thân với cậu thì tôi đã coi cậu là quả bóng ném đi rồi. Cậu ném đi. Vậy cậu ném đi. Cậu ném đi. Ném đi. Không ngờ bị đẩy đổ nhanh như thế. Tại sao tôi lại ở đây? Vụ hôm qua cậu quên rồi à? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc cậu lên khỏi hồ bơi cứ hắt xì suốt, uống thuốc cảm xong là ngủ như chết rồi. Tại sao trong phim không có đoạn này vậy? Không tốt cho trẻ nhỏ. Thế chuyện cậu hứa với tôi thì sao? Chuyện hứa với cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Tốt rồi, đội trưởng mà biết nhất định sẽ vui lắm. Đội trưởng. Đội trưởng, có tin vui rồi. Tin vui gì? Lưu Xuyên và đội trưởng. Không phải cậu ấy. Người trong bức ảnh đồng ý tham gia vào đội người mẫu của chúng ta rồi. Đây không phải Lưu Xuyên, đây là Lưu Phong, anh của Lưu Xuyên. Cậu không biết à? Em thực sự không biết họ là anh em sinh đôi. Cậu là người mới, không biết cũng là lẽ bình thường. Lưu Phong là một huyền thoại của trường mình. Một tay quản lý đội người mẫu, giành vô số giải trong nước. Năm ngoái còn đưa chúng tôi đến cuộc thi người mẫu quốc tế ở Milan, giúp chúng tôi giành được giải nhì. Cũng chính vì cuộc thi đó mà trên đường trở về, máy bay gặp sự cố. Anh ấy đã không về được nữa. Tôi nhớ rất rõ câu anh ấy nói lúc đó: năm sau nhất định phải giành quán quân, đặt hai cái cúp cạnh nhau, ghép thành một đôi. Đội trưởng, em sẽ cùng chị đi giành cái cúp quán quân đó, có được không? Đâu có dễ dàng thế. Sau tai nạn máy bay lần đó, người mỗi năm trong đội đều qua đời cả. Sinh viên mới vào trường, mọi người đều rất kỵ tham gia vào đội người mẫu. Chỉ có Tiểu Thịt Tươi mộng mơ là cậu. Tôi nghĩ có thể đây là đội người mẫu cuối cùng của triều đại rồi. Làm sao thế được? Chúng ta nhất định phải dựng lại đội người mẫu của triều đại. Muốn giữ được đội người mẫu thì nhất định phải có một luồng khí mới. Tôi cần người mẫu nam ưu tú như Lưu Phong. Đội trưởng, chị yên tâm. Tất cả cứ giao cho em. Cảm ơn cậu, Thượng Quang. Em nhất định sẽ không phụ lòng đội trưởng đâu. Ý tôi là cảm ơn cậu đã lôi Lưu Xuyên vào đội người mẫu. Lưu Xuyên? Đúng. Chỉ có Lưu Xuyên mới có tư cách kế thừa di nguyện của đội trưởng Lưu Phong. Thế còn em? Cậu à? Phải đọc thật kỹ đi, mai tôi kiểm tra. Vâng, đội trưởng. Vậy em đi trước nhé. Không lẽ số mình là số lốp xe dự bị sao? Cậu đến đây làm gì? Mai mới bắt đầu huấn luyện mà. Tôi đến để đưa cậu về ký túc, chịu trách nhiệm với cậu. Gần đây trường mình có thằng dâm dê xuất hiện còn gì. Dâm dê cái gì? Mấy lời nhắn nhít của Trung Tiểu Lương với thầy Trần mà cậu cũng tin à? Cứu tôi với! Tôi không phải cố tình sợ đâu đấy. Phản xạ tự nhiên. Đâu rồi? Biến hình chớp nhoáng à? Không sai, chính là độ DB này. Tất nhiên nếu có thể chóe thêm chút nữa thì cảm giác sợ hãi sẽ nhiều hơn. Chúng ta thử lại lần nữa nhé. Nào, 1, 2, 3. Đúng rồi, hoàn hảo chính là cảm giác này. Được rồi, chào mừng đến với trại huấn luyện phòng D của chúng tôi. Tại sao phải tập luyện ở đấy? Bạn này hỏi rất hay. Chúng ta nhất định phải đứng ở vị trí nguy hiểm thế này, đặt mình vào hoàn cảnh tiến hành phòng D. Hơn nữa còn có cả thầy giáo Mãnh Nam là thầy Trần đây, làm sứ giả bảo vệ hoa. Còn gì mà phải lo nữa, đúng không? Xin chào các người đẹp. Bây giờ chúng ta sang tiết mục thứ hai. Nhìn thấy dê già chỉ hét thôi thì vẫn chưa đủ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Đội trưởng, nhìn này, tôi đưa ai đến rồi? Đừng vội. Dè dặt chút đi. Đội người mẫu phải thống nhất trang phục. Nào, đo vòng 3 trước. Vòng 3. Cảnh báo, học tỷ rất đói, cẩn thận thất thân. Tránh ra, tôi bảo này. Làm đầu phục là phải đếm xem có mấy múi cơ bụng. Bước này rất quan trọng. Nhỡ mà làm nhỏ là bộ đồ sẽ bị múi cơ làm rách mất. Còn mấy múi cơ bụng phải cởi ra đến mới hết. Phải cởi ra đến mới biết. Đúng. Nào. Được rồi. Lưu Xuyên, nào đi thử xem. Nắng hạn gặp mưa rào, đứng yên bất động cũng là cảnh sắc siêu đẹp rồi. Lưu Xuyên, không sao chứ? Được rồi, giải tán đi. Nói về ánh mắt của cậu trước nhé. Ánh mắt phải như phiêu tán mà lại không phiêu tán, nhưng tập trung mà thực chất không tập trung. Đúng, về chỗ đi. Nói về tiết tấu. Tiết tấu? Các cậu không để ý gì đến tiết tấu chứ? Nhưng không phải lo. Tôi thấy cậu rất có thiên phú. Thế này đi, cậu đến phòng tôi chỉ dẫn cho cậu kiến thức cơ bản về nghề người mẫu. Không cái đường nữa, váy áo sắp rách rồi. Thượng Quang, mau vào kéo hộ tôi. Em không muốn xông vào phòng thay đồ nữ lần nữa đâu. Nội y rách rồi, dậy thì phiền thật. Thượng Quang, cậu làm thế là sai rồi. Là người mẫu thay đồ ở hậu trường không lo đến cách biệt nam nữ được đâu. Từ giờ cậu phải làm quen đi. Mau qua đây kéo trang phục giúp tôi. Tới đây, tới đây. Vội. Đừng vội, từng người một. Sao? Cả ngày ở với người đẹp, yếu thận à? Biến đi. Em mà yếu thận, vì mới đội trưởng vui, em đã kéo Lưu Xuyên vào đội người mẫu. Đội trưởng vui. Nhưng không ngờ, mức độ quan tâm của đội trưởng đối với em ít hơn quan tâm tới Lưu Xuyên nhiều. Anh nói xem, đây có phải là dẫn sói về nhà không? Cậu xem, bắt đầu nếu cậu tiến cử tôi vào đội người mẫu, thì hôm nay cậu không lâm vào tình cảnh này đâu, đúng không? Tiến cử anh vào đội người mẫu, thế mới thật sự là dẫn sói vào nhà ấy. Sẽ có bao nhiêu thiếu nữ tuổi hoa bị dính vào tay anh chứ? Đừng có mà nói linh tinh. Tôi là khắc tinh của kẻ háo sắc đấy, là đội trưởng đội phòng sói. Thời đại đang vẫy gọi chúng ta đấy. Kẻ háo sắc lại xuất hiện rồi. Anh Trung, Thầy Trần, tôi từng nghĩ rằng bế người con gái mà mình yêu chạy đi thì bản thân sẽ tràn ngập sức mạnh. Giờ mới nhận ra thật sự quá nặng. Làm con gái thích thật. Sao lại nghĩ tới tình cảnh đó chứ? Tôi... Nặng lắm phải không? Không à. Vậy sao cậu lại để tôi lên xe đấy? Em cứu chữa chuyên nghiệp mà. Mấy người không biết lúc đó tình hình nguy hiểm thế nào đâu. Nếu tôi không đến kịp hiện trường, e là bây giờ thầy Trần đã nằm trong quan tài rồi. Các chị, đội trưởng vẫn đang nghỉ ngơi. Chúng ta nói nhỏ chút có được không? Anh Trung, anh có thể ra ngoài kể tiếp sự tích anh hùng của anh không? Được, tôi đi. Tôi mà không đến kịp thì đội trưởng thích của các cậu có khi đã thất thân rồi. Thất thân cái gì chứ? Đừng có làm phiền đội trưởng chúng em nghỉ ngơi. Đợi đã, qua đây, qua đây. Cậu có thấy chuyện này rất lạ không? Sao mà lạ? Cậu không thấy tên háo sắc đó sao lại chơi cả nam lẫn nữ được? Thì là vì đội phòng ngừa háo sắc anh chiếm hết nguồn gái đẹp rồi. Cho nên kẻ háo sắc chỉ đành ra tay với con trai. Nói nghiêm túc đi, nghĩ mà xem. Cô gái gặp nạn chỉ mất máu chứ không thất thân. Cậu không thấy lạ à? Ý anh là... Nào, xem thứ này đi. Đây là ảnh vết thương của cô gái gặp nạn lần trước. Xem đi, xem cho kỹ vào. Giống vết răng cắn không? Đừng nói. Cái này thực sự hơi giống. Cho nên tên háo sắc nào mà chỉ động miệng chứ không động tay. Anh, nghiêm túc đi. Tôi đoán kẻ khởi xướng vụ tấn công lần này không phải là người nữa rồi. Hắn là ma cà rồng. Ma cà rồng? Anh trêu em đấy à? Sao có thể là ma cà rồng được? Em trai nhỏ, em quá trẻ con rồi, không hiểu những hiểm ác trên cõi đời đâu. Nguy hiểm đang ở cạnh cậu mà cậu lại để yên. Thầy Trần tối nay có lẽ không tỉnh lại được. Hay tối mai chúng ta lại đến. Đi trước nào. Đừng đi, đừng đi. Mình tỉnh rồi. Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi. Tối qua tôi phát hiện ra một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Nói cho các cậu biết. Tôi phát hiện thực ra thích. Thực ra hình như tôi mất trí rồi. Vị huynh đài này, quý tính của huynh là gì? Tôi à? Thầy Trần, tôi đi đây. Chúc cậu sớm hồi phục. Chào bà trường nhé. Cô ta là ai vậy? Cô ấy hình như tôi mất trí nhớ thật rồi. Cứ nghĩ là đau đầu. Không không, toàn thân đau rồi, toàn thân đau đầu rồi. Tôi phải đi, tôi phải xin nghỉ. Là ủng hộ tôi mất máu nhiều quá, làm tĩnh dưỡng đi thì hơn. Chuyện xin nghỉ chúng tôi sẽ lo giúp. Không cần đâu, không cần, không cần. Tôi phải đi ngay, tôi phải đi ngay. Thầy Trần, thầy Trần. Đau toàn thân mà còn chạy như thế được. Chào, lúc nãy có một nữ bệnh nhân vội xuất viện. Làm sơ đồ ở đây, anh có thể đưa cho cô ấy giúp được không? Cảm ơn. Tôi đi trước. Chúc cậu mau khỏe. Gặp ở trường nhé. Đội trưởng, sao chị lại ngất thế? Không sao. Chỉ là lúc nãy tôi đọc sách bị thiếu máu. Nhẫn. Đặc tính của ma cà rồng. Đội trưởng, đội trưởng, muộn thế này rồi chị đến đây làm gì? Tôi nghe người trong viện nói cậu mang đồ của tôi về giúp. Tôi đến tìm cậu để lấy. Thật sự cảm ơn cậu. Muộn thế này rồi chị chỉ đến lấy một món đồ thôi sao? Còn một cái nhẫn, nhưng cũng không quan trọng nữa. Chủ yếu là Thượng Quang đã đưa tôi vào viện. còn chăm sóc tôi lâu như thế nên ngài không muốn bảo cậu cầm đồ đến cho tôi. Tôi trưởng thích, nhẫn và quần áo đều ở đây. Em có chút chuyện không tiễn chị nữa. Tạm biệt. Thượng Quang, muộn thế này rồi cậu có đến tập à? Tặng cậu một like đấy. Đội trưởng, đêm chị cũng đến tập à? Sắp thi đấu rồi còn gì, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Em không biết là chị đã đính hôn rồi đấy. Sao cậu biết? Nhẫn của chị đây. Chị cố ý đến tìm em thì chắc chắn cái nhẫn rất quan trọng rồi. Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Đúng. Em không biết. Em không biết gì cả. Thậm chí em còn không biết hóa ra lại có người có thể đeo lên bộ mặt của người khác, thản nhiên sống hai cuộc sống. Gì mà thi đấu người mẫu, gì mà ước mơ với vinh dự, đều là lừa dối. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi đi trước đây. Chị biết em đang nói gì. Vốn là cô không ở trong kế hoạch của chúng tôi, nhưng không ngờ Lưu Phong lại cứu cô. Nói xa đi nữa thì cũng hoan nghênh. Giờ cô là một ma cà rồng rồi. Uống cốc đồ uống này, nếm hương thơm của máu đi. Nếu cậu đã biết rồi thì còn đến tìm tôi làm gì? Cậu không sợ tôi à? Sợ, rất sợ. Nhưng điều em sợ nhất là người khiến em tôn kính, yêu thương, ở ngay bên cạnh em, hóa ra vẫn luôn lừa dối em. Vậy cậu muốn tôi phải thế nào? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khác, tôi đều phải khống chế bản thân, cảnh cáo mình đừng làm bất cứ ai bị thương. Nhưng tôi vốn không làm được. Cậu vốn không biết. Khát vọng của chúng tôi đối với máu tươi giống như nhân loại đói khát với thức ăn vậy. Cậu không hiểu cảm giác muốn khống chế lại thất bại đó đâu. Đây là cái cớ để chị làm hại họ ư? Tôi cũng không muốn thế. Chỉ muốn hút máu chứ gì. Nào, hút máu em đi. Thích thật. Từ lần đầu tiên gặp chị, em đã có cảm giác đó rồi. Mạng sống của em không chỉ thuộc về một mình em nữa. Khi em biết chị không phải người, em rất sợ. Sợ sẽ mất đi quyền được có chị. Nếu chị cần máu tươi, thì cứ hút của em đi. Chúng ta đã nói là không động đến Thượng Quan cơ mà. Không ngờ cậu với tôi lại là đồng loại, ở cùng một trường học mà lại không biết nhau. Tôi không giống cô. Tôi không làm hại con người. Tôi có nỗi khổ riêng mà. Tôi cũng không muốn thế. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Nhưng có một chuyện cô phải hứa với tôi, là không được làm hại Thượng Quang. Được, tôi hứa với cậu. Tiểu Quang, cậu cũng cầm mạng nữa à? Lưu Xuyên, Lưu Xuyên, hóa ra cậu cũng hút. Nếu không phải vì muốn cứu tên ngốc như cậu, thì tôi đâu muốn để lộ thân phận chứ. Tôi tự nguyện để cho chị ấy hút máu. Tự nguyện. Bị cô ta mê hoặc rồi à? Lưu Xuyên, tôi với cậu là đồng loại. Cậu biết tình cảnh của Macaron sau khi bị lây nhiễm mà. Tình cảnh. Tôi không phải Tiểu Quan. Tôi không tin lời quỷ quái của cô đâu. Cậu có thể hút máu động vật, nhưng tôi không thể. Tôi không hút máu người thì sẽ già. Cậu nghĩ tôi đến ngôi trường này để làm gì? Chẳng phải vì anh cậu hay sao? Mỗi lần nhìn thấy cái cúp đó, tôi lại nghĩ đến tâm nguyện muốn dẫn dắt mọi người giành chức vô địch của anh ấy. Vụ tai nạn máy bay đó, anh ấy chết vì cứu tôi. Tôi mà không hoàn thành tâm nguyện của anh ấy thì không cam lòng. Lưu Xuyên, chị ấy không nói dối. Là tôi chủ động dâng máu cho chị ấy hút. Chị ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Tha cho chị ấy đi. Cậu thích cô ta à? Đúng. Tôi thích chị ấy. Lưu Xuyên, sau khi hoàn thành di nguyện của anh cậu, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Lưu Xuyên, tôi tin đội trưởng thích có thể khống chế ham muốn của bản thân đối với máu tươi. Tôi xin cậu hãy vì tôi mà tha cho chị ấy. Cạn ly. Chị Ma Cà Rồng, ăn một miếng đi. Ngoan, tôi biết cậu sẽ không từ chối tôi. Ăn một miếng đi. Ngắm ấy mà. Không ăn được thì đừng cố. Đâu có đùa đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi. Lưu Xuyên không cần thi đấu lần này nữa. Vì sao? Trình độ không đạt tiêu chuẩn thì cũng như không. Cậu mà đến trận đấu quốc tế Milan thì mất mặt lắm. Cũng xem như vẩy vết đen vào sự nghiệp của anh cậu. Thì sao ban đầu cậu còn hao tổn tâm tư tôi theo nghiệp TV hay chấm? Tôi tưởng cậu có năng khiếu của anh cậu, coi như tôi nhìn nhầm. Được rồi Lưu Xuyên, cậu ngoan ngoãn ở lại trường đi. Việc bảo vệ đội trưởng cứ giao cho tôi. Cẩn thận, đừng để bị cô ta xem như điểm tâm. Thế cũng là do tôi tự nguyện. Hết thuốc chữa. Thượng Quang, thế là nhiệm vụ đội trưởng giao cho cậu đấy. Cậu phải đốc thúc mọi người chăm chỉ luyện tập. Chị định đi thật đấy à? Tôi không đi thì cũng có người sẽ đuổi. Không ngờ anh cậu giỏi như thế. Lúc quan trọng cậu lại bị gạt đi. Tôi mà không bị gạt đi thì làm gì đến lượt cậu. Thực ra không đi Milan là vì tôi có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ riêng? Không lẽ cậu sợ đi máy bay? Ma cà rồng sợ đi máy bay. Ông đừng cười nhạo tôi. Được rồi, được rồi. Chuyện thi đấu cứ giao cho đội trưởng Thượng Quang. Tôi chắc chắn sẽ mang cúp về trước mặt cậu. Cậu nhất định không được biến mất đâu đấy. Được. Cậu tập trung mà thi đấu đi. Tôi đợi cậu về. Chào nhé, anh Lưu Xuyên. Chào đội trưởng. Cố lên. Vâng. Sao cậu không nghe máy? Họ đi rồi à? Mau mau lên, đạp xe chờ tôi đuổi theo họ đi. Thầy Trần gọi điện nói người tấn công cậu lần trước chính là đội trưởng thích khách của đội người mẫu. Cậu đưa ra đó làm gì? Ho lên, các người đã gặp nguy hiểm rồi. Ho lên. Cậu thì không gặp nguy hiểm chắc. Nào, đội trưởng ngồi với tôi. Đội trưởng ngồi với tôi. Đội trưởng ngồi với tôi đi. Đội trưởng ngồi với tôi nào. Đội trưởng ngồi với tôi. Loa phát hành của sân bay thông báo đến giờ lên máy bay rồi. Thông báo của chúng ta đâu? Phía thích thất cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vậy chúng ta bắt đầu ăn tối thôi. Lưu Phong, lần này cuối cùng cũng có thể đeo cho em rồi. Họ sao rồi?